Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Dư Luân Dễ Thương. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình thường suy nghĩ khi mà mình cần lựa chọn dung lượng cho ổ SSD hoặc là HDD trên con laptop của mình. Mình nghĩ là cái câu hỏi này nhiều bạn cũng sẽ cần đó, tại bạn cứ đi mua laptop hoặc là thậm chí bạn dùng cho cả desktop của mình thì bạn cũng phải lựa cái dung lượng ổ cứng đúng không? Mặc dù bây giờ dung lượng ổ cứng rất là rẻ rồi nhưng mà bạn vẫn phải suy nghĩ về nó. Thì mình sẽ dùng những yếu tố nào để mà mình quyết định dung lượng, và mình muốn chia sẻ thêm với các bạn là mình đã dùng cloud như thế nào để nó giảm tải bớt cho cái việc lưu trữ tất cả mọi thứ trên một con máy tính. Nó sẽ giúp cho bạn vừa tiết kiệm tiền mà vừa có thêm nhiều lợi ích khác nữa. Thì trong video này mình sẽ nói về tất cả những thứ đó. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bây giờ chúng ta chọn dung lượng laptop bao nhiêu. Hiện nay cái mức phổ biến với HDD thì mình thường thấy là khoảng 500GB. Với SSD thì đâu đó khoảng 128, 256 hoặc là 512GB. Một số cái máy cao cấp kiểu gaming laptop hoặc là những cái máy dòng cao cấp thì anh em có thể thấy được cái mức dung lượng là 1TB đó. Nếu như mà bạn có đủ tiền, lời khuyên của mình là bạn cứ kiếm mức dung lượng cao nhất có thể trong cái tầm tiền của bạn. Khi mà bạn có đủ tiền và tài chính của bạn rất là ổn, rất là dư dả, bạn đừng suy nghĩ về những thứ nhỏ nhỏ đó. Tại vì lúc đó cái máy của bạn đó là cái công cụ để bạn kiếm tiền, để bạn giải trí, để bạn học hành. Thì nếu bạn có đủ tiền thì không có việc gì mà bạn phải tiết kiệm hết. Nó sẽ phục vụ lại cho bạn trong dài hạn, cho nên đừng phải suy nghĩ nhiều về nó. Rồi, nếu như mà tài chính của bạn không dư dả thì lúc đó bạn cần xem xét tới hai yếu tố. Thứ nhất là cái việc mà bạn làm là gì, và thứ hai là sử dụng chính kinh nghiệm của bạn trong quá trình làm việc để bạn có thể quyết định được cái mức dung lượng. Mình ví dụ như thế này, cái việc mà mình thường làm á thì nó có hai thứ. Thứ nhất là đối với lại những cái gọi là content đơn giản, những cái bài viết, những cái hình ảnh mà mình thường làm, thì dung lượng của tất cả những cái file đó nó chưa tới 10GB nữa các bạn, thậm chí là 20, 30, 40 cũng ok, không sao. Thì đó vẫn là mức dung lượng rất là nhỏ. Và bởi vì những cái file như là Word, Excel, PowerPoint của chúng ta hay file PDF, bạn đi học, bạn có được giảng viên đưa cho những cái file tài liệu thì nó cũng chỉ tầm đó nè, nó không có lớn hơn. Cho nên là việc mà bạn mua những cái máy mà có dung lượng quá lớn thì nó lại không cần thiết, thì lúc đó bạn đang phí đi cái tiền của mình. Tất nhiên nếu mà bạn cố bạn để đó thì bạn xài thì chắc chắn nó cũng sẽ hết thôi. Nhưng mà trong lúc bạn xài thì đâu phải lúc nào bạn cũng dùng hết, và bạn còn phải dọn dẹp nó nữa. Chưa kể bạn có thể dùng cloud để giảm tải nó nữa mà. Thì tài chính không có dư giả thì chúng ta nên suy nghĩ về việc này nó nhiều hơn. Còn đối với là cái việc khác của mình, ví dụ như việc mà mình hay làm video cho các bạn xem đi. Một lần mình quay video 4K, một file dung lượng nó có thể lên tới 7, 8, 10GB là chuyện bình thường. Chưa kể lâu lâu mình còn có những cái video cắt cảnh mình còn lồng vào cho các bạn xem nữa. Đối với lại cái video này thì không có nhiều cảnh cắt cảnh đâu, chủ yếu là mình muốn nói chuyện với các bạn thôi. Nhưng mà với những cái video kiểu trên tay, hay là mình chia sẻ về công nghệ, hay là mình làm mấy cái video luôn giải thích đó, thì mình phải lồng video này video kia vô, lồng hình ảnh rồi lồng cả video quay cắt cảnh các kiểu. Và như vậy một cái dự án đó mình có thể làm khoảng 20GB, thậm chí là nhiều hơn, là chuyện rất là bình thường luôn. Một hai dự án thì không sao, nhưng mà theo thời gian chỉ cần 1-2 tháng mà bạn làm việc thôi là bạn sẽ thấm đòn ngay đó. Cho nên là cái việc của bạn thì mình sẽ không thể biết chắc 100% nó là gì, thì chính bạn sẽ hiểu cái việc của bạn nhất. Lời khuyên của mình là bạn hãy ngồi suy nghĩ kỹ về cái việc làm của mình, cái file đầu vào và file đầu ra của cái công việc của bạn nó có dung lượng lớn hay không. Nếu như mà nó có lớn thì hãy lựa cái mức dung lượng phù hợp, còn nếu mà không thì thôi, không cần phải chi nhiều tiền để làm gì, phí. Và nếu như mà chọn một cái mức dung lượng mà theo mình là tạm ổn cho đa số nhu cầu thì cái mức mà mình kêu là an toàn sẽ là mức 256GB trở lên đối với lại SSD. Còn ổ cứng HDD thì cũng từ 256 trở lên, nhưng mà đa số chúng ta đều có 500GB rồi, cho nên đó cũng là một cái số rất là tốt. Mà cơ bản thì mình nghĩ là 256GB trở lên thì dùng nó mới thoải mái. Dưới mức đó thì bạn sẽ phải thường xuyên dọn dẹp máy, bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn khi bạn cài một cái gì đó, khi bạn chép một cái gì đó vào, thì đó cũng không phải là một cái hay lắm. Bởi vì nó đang làm gián đoạn công việc của bạn, bạn phải tạm ngưng cái việc của mình để đi dọn máy, rồi lúc đó mới có chỗ mà chép vào. Thì nếu mà cái việc đó diễn ra rất thường xuyên, nó không có hiệu quả cho công việc của bạn, đúng không? Còn nếu mà lâu lâu kiểu 1-2 tháng mà mới dọn máy một lần thì không sao hết. Tiếp theo á, mình muốn chia sẻ với các bạn đó là bây giờ chúng ta chọn HDD hay là SSD. HDD đi ha, HDD, SSD, thôi kệ, mình cứ nói tiếng Việt đi cho nó dân dã một chút. Lời khuyên của mình chắc chắn sẽ là SSD. SSD bây giờ không có đắt tiền, cho nên là các bạn cứ lựa cái option nào mà nó có SSD thì bạn sẽ cảm thấy rất
cái sự mà nhanh chóng của nó và sự khác biệt giữa một máy HDD và một máy SSD là rất là lớn, đặc biệt là trong những lúc bạn chạy phần mềm, bạn mở máy tính lên hoặc là bạn sleep máy mà bạn mở máy lên mà để bắt đầu sử dụng đó, nó khác biệt rất là nhiều. Và đó là trải nghiệm theo mình là rất rất tuyệt vời. Bạn có thể nâng cấp RAM lên 8GB, bạn còn chưa thấy được cái sự khác biệt nó lớn như vậy so với lại việc bạn nâng lên SSD nữa. Nên hãy nghe lời mình, ưu tiên lên SSD. Và nếu như mà máy của bạn á, mà nó chỉ có đi kèm là SSD thôi, thì bạn vẫn có thể nâng cấp lên SSD sau này. Khi mà bạn tài chính nó đỡ căng thẳng hơn thì bạn đi mua SSD về bạn lắp vào sau. Một số máy thì nó còn có hai khe nữa, bạn có thể vừa gắn HDD để lưu những cái thứ gọi là lưu trữ dài hạn, những thứ ít xài tới, lưu những cái file lớn mà bạn không có cần phải xài nhiều. Còn SSD là bạn cài hệ điều hành, bạn cài app, bạn cài game này nọ lên đó thì nó sẽ chạy lên rất là nhanh. Hiện tại cái máy bàn ở nhà mình đó, thì mình đang cũng dùng theo cái mô hình kiểu như vậy. Một cái ổ chính, mình cài game này nọ lên thì dung lượng của nó khoảng 600GB, 500GB. Một ổ HDD 1T thì để mình lưu tất cả những cái thứ mà ít khi nào mình xài tới. Hay là như con MacBook Pro 16 inch của mình thì dung lượng SSD của nó là 1T. Dung lượng này thì rất là thoải mái cho mình sử dụng. Tuy nhiên, có một cái này bạn để ý nè, là bạn xài nhiều cỡ nào á thì lâu lâu cũng nhớ phải dọn dẹp máy, dù là cái máy của bạn nó có là 1T, 2T hay 4T. Cái mức đó khi mà bạn nghĩ y á, mức càng lớn bạn nghĩ càng nhiều nha. Thì tới một lúc tự nhiên bạn thấy cái máy của mình nó còn trống có mấy chục GB à. Mình mới vừa bị xong gần đây luôn, thì lúc đó bạn chỉ cần dọn dẹp lại một chút xíu thôi. Bạn chỉ cần để ý tới những cái file này mình không còn xài nữa thì upload nó lên cloud, hoặc là những file không cần thiết thì xóa nó đi. Như đó thôi bạn có thể chống được cả 100GB á. Tại vì bình thường chúng ta không có để ý, chúng ta ỷ y cho nên là nó cứ chồng lên nhau, nó to lên thôi chứ không gì hết. Bây giờ bạn Windows hay là macOS nó đều có những cái công cụ để mà scan file rồi. Mình không xài Windows nhiều cho nên mình không biết công cụ Windows. Mình nhớ nó gọi tên là Storage Sense và nó tích hợp sẵn trong Windows 10. Còn đối với lại macOS thì nó gọi là Storage Management và nó cũng nằm sẵn trong hệ điều hành luôn. Bạn cứ dùng cái App Storage Management đó, nó sẽ hiển thị ra cho bạn những cái file rất là lớn trong máy và bạn có thể xóa chúng rất là nhanh. Tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn về cách mà mình đang dùng cloud để mà mình giảm tải cho cái máy. Thứ nhất, bây giờ chúng vì sao mình nghĩ là tất cả mọi người 100% các bạn đều nên dùng cloud. Thứ nhất á, là bởi vì sẽ không cần lưu hết tất cả mọi thứ trên cái máy tính của mình. Bạn sao lưu nó lên cloud đi, rồi nếu như mà bạn cảm thấy là nó không cần phải xuất hiện trên máy của bạn nữa, những cái dữ liệu đó 1-2 năm bạn mới xài tới, hiếm lắm bạn mới dùng tới, thì bạn có thể dùng cái tính năng gọi là Selective Sync của cloud. Thì Selective Sync nó có ở trên OneDrive, Google Drive, Dropbox, con nào cũng có hết, cái nào cũng có hết. Và bạn chỉ cần sync những cái dữ liệu quan trọng lên cái máy của bạn trực tiếp là nó lưu ở trên cái ổ đĩa của máy thôi. Còn những cái nào không cần thì bạn cứ bỏ Selective Sync, thì lúc đó dữ liệu vẫn nằm trên cloud nhưng mà nó không còn đưa về cái máy của bạn nữa. Thì như vậy bạn vẫn có dữ liệu của mình nhưng mà bạn không cần phải lưu nó trực tiếp trên một cái ổ SSD hoặc là HDD của máy, vốn là dung lượng nó đã không có nhiều rồi. Thì như vậy bạn sẽ tiết kiệm được cái phần dung lượng mà bạn mua ban đầu, đúng không? Ngay cả khi bạn mua một cái ổ mới để bạn về bạn upgrade cho cái máy ban đầu của mình thì nó vẫn giúp được rất là nhiều. Trong ba cái dịch vụ OneDrive, Google Drive, Dropbox á, thì mình thích Dropbox nhất bởi vì nó rất ổn định, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà giá của nó lại là mắc, cho nên là cái thứ hai mà mình thích sẽ là Google Drive. Hiện tại mình đang xài Google Drive là dung lượng là 2T, giá là 225.000 một tháng. Nhưng mà với những nhu cầu bình thường á, thì mình nghĩ là các bạn mua gói 100GB hoặc 200GB là đã đủ dùng rồi. Không cần phải mua những cái gói quá to đâu. Giá của nó sẽ rẻ hơn, coi như là một ly cà phê một tháng thì không có mắc, thật sự luôn á. Và khi mà nó lưu những cái file đó lên cloud á, nó an toàn hơn rất là nhiều. Và đây là lý do thứ hai tại sao mình khuyên tất cả các bạn đều nên dùng cloud. Ngoài cái chuyện giảm tải cho máy thì cái file của bạn luôn được sao lưu. Cái ổ cứng của bạn mua về, cái ổ cứng mà rời á, nó vẫn có thể hư, bạn vẫn có thể làm mất nó. Rồi bạn lưu hết dữ liệu lên laptop lại càng rủi ro hơn. Rồi mất máy làm sao? Máy nó hư rồi sao? Có phải bạn mất hết dữ liệu không? Máy bạn mua lại được, đắt tiền vẫn mua lại được, nhưng mà dữ liệu bạn không bao giờ kiếm lại được hết. Đó, cho nên là bạn nên dùng cloud là như vậy. Quay trở lại cái vụ mà lúc nãy mình nói cloud nó an toàn á, là bởi vì ở trên những cái server của những cái dịch vụ như là OneDrive, Google Drive, Dropbox hay là iCloud á, thì dữ liệu của bạn nó không chỉ nằm trên một cái ổ cứng duy nhất, nó nằm trên nhiều ổ cứng khác nhau và thậm chí là nằm trên nhiều cái trung tâm dữ liệu khác nhau, những cái data center khác nhau. Nếu như mà một trung tâm dữ liệu bị sự cố, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt hoặc là mất điện gì đó thì dữ liệu của bạn nó vẫn còn nằm ở một cái data center khác và bạn vẫn có thể truy cập nó. Đảm bảo là an toàn hơn rất là nhiều so với việc bạn lưu ở trên ổ cứng của mình, trên cái laptop của mình.
hoặc là trong những cái hệ thống lưu trữ mà bạn tự để trong nhà. Hệ thống lưu trữ bạn tự để trong nhà nó vẫn có khả năng hư, và ngay cả khi bạn có hai ổ chạy RAID không data được replicate ra hai ổ khác nhau, mà lỡ bây giờ mình nói xui xui rồi con chó con mèo hay gì đó nó tè vô cái ổ cứng, vô cái ổ NAS của bạn, có phải là nó chết một lúc hai ổ không, rồi dữ liệu bạn vẫn mất hết. Cloud an toàn hơn rất nhiều. Tất nhiên chi phí mà bạn cần phải bỏ ra nó sẽ cao hơn so với là chi phí mà bạn tự backup ra mấy cái dữ liệu, mấy cái ổ cứng bên ngoài. Nhưng mà đổi lại bạn có được sự an tâm và dữ liệu của bạn là rất rất an toàn luôn. Đối với mình thì mình sẽ không tiếc tiền để mà bảo vệ những cái dữ liệu của mình. Và có một cái nữa là bởi vì cái tiền mà bạn cần phải trả cho cloud á, thì nó giãn ra mỗi tháng, nó không dồn lên một cục như là khi bạn mua laptop. Cho nên là cứ mỗi tháng bạn trả 100 ngàn, 200 ngàn chắc sao á. 200 ngàn là cái gói 2T của mình đó nha. Còn bình thường thì cứ mấy chục ngàn hay 100 ngàn, trăm mấy chục ngàn, mình thấy là rất hợp lý luôn. Rồi, đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn về phần dung lượng của laptop và dùng cloud để mà giảm tải cho cái việc mà bạn phải mua dung lượng quá nhiều. Hy vọng là mình đã giúp được các bạn có được một số cái thông tin hữu ích. Và mình cũng không biết đây có nên gọi là video luôn giải thích không ta, thôi gọi là luôn chia sẻ đi. Hy vọng là các bạn thích những video này và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là nhấn vào cái nút theo dõi ở bên dưới. Và nếu mà bạn thích hơn nữa thì bạn nhấn vào cái biểu tượng hình cái chuông. Khi mà mình có video mới thì YouTube nó sẽ gửi notification xuống cho các bạn. Lúc đó các bạn có thể xem được những cái video của mình rất là nhanh và rất là sớm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.